cay. Lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây. 7 năm trôi qua vẫn đây, giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tiềm thức nữa là mơ. Ngày cô ấy đi theo môi trường nào, kim liên bơ vơ từ xa trong tim một hôm như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu tặng cho cô ấy đi. Thời gian nhanh qua đâu nghĩ sao từng từ đêm dài như thế. Vẫn còn nhớ ngày cô ấy đến.
Vâng ạ, đó chính là những tình cảm, những tình yêu và sự trân trọng mà tất cả anh chị em Kim Liên muốn gửi tới cô Tân Mai. Xin chào hôm nay và xin mời cô lên sân khấu để chụp ảnh cùng với Lên Tình Nhà Trường ạ.